Tiếp nối phần tin giải trí ngay sau đây là thông tin mới từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017. Hiện vừa có kết quả công bố danh sách top 5 ứng viên cho giải Hoa hậu Nhân ái. Trong đó, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với dự án Cổng điện lên bảng đứng thứ 2 trong danh sách này. Việc xếp tới hạng cao tại giải Hoa hậu Nhân ái sẽ giúp cho Đỗ Mỹ Linh có cơ hội tiến sâu hơn tại cuộc thi. Còn ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với đêm nhạc đặc biệt của các học trò dành để tri ân người thầy của mình, đó là nghệ sĩ ưu tú Mạng Thị Hội, một giọng hát cao vút trong lành mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng thưởng thức ca khúc trứ danh một thời của bà, Bóng cây kênh nìa. Khán giả vừa có những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc khi được thưởng thức tiếng hát căng tràn sức sống của nghệ sĩ U70 Mạng Thị Hội, hòa quyện cùng các thế hệ học trò của mình trong đêm nhạc tri ân nghệ sĩ ưu tú Mạng Thị Hội, tiếng sơn ca núi rừng Tây Nguyên. Chương trình diễn ra đầy xúc động tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh do các ca sĩ từng là học trò của nghệ sĩ ưu tú Mạng Thị Hội tổ chức nhằm tỏ lòng tri ân tôn sư trọng đạo đến người thầy nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhóm Đình Làng Việt và nhà thiết kế Lan Anh vừa giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập áo dài nam truyền thống đang xen áo dài nữ đầy ấn tượng tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội. Với chủ đề Nguồn, chương trình trình diễn gần 30 bộ áo dài nam may bằng chất liệu truyền thống một màu, họa tiết hoa văn chìm làm toát lên vẻ đẹp nền nã đặc trưng của trang phục Việt Nam thời xưa. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2017 diễn ra đến ngày 26 tháng 11. Những bức tranh đốt gỗ acrylic trên gỗ độc đáo của họa sĩ Ngô Văn Sắc vừa được giới thiệu trong triển lãm lát cắt tại Gray Thomas Gallery, Thành phố Hồ Chí Minh. Với phương pháp đốt gỗ, đồng thời đưa thêm chữ viết và sơn acrylic vào tranh, tác giả tập trung miêu tả chân dung người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Ngô Văn Sắc là họa sĩ tiên phong khởi xướng dòng tranh đốt gỗ, đã có nhiều triển lãm nhóm và cá nhân ở trong lẫn ngoài nước. Khán giả yêu rock vừa được bùng nổ cùng các rock bands nổi tiếng ở nhiều thời kỳ khác nhau trong đêm nhạc MTV Connection tháng 11 với chủ đề Very Special Night of Rock tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đầy sắc màu của các nhóm nhạc rock thuộc nhiều thể loại và có những phong cách đa dạng như nhóm Unlimited D, Hey Millions, Bụi Gió, v.v. Sự kiện còn là dịp giao lưu giữa các fans đầy nhiệt huyết của dòng nhạc rock với các nhóm nhạc hâm mộ qua nhiều thời kỳ.